Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 9, người phát ngôn của NATO cho biết khối này không muốn tham gia trực tiếp vào một cuộc xung đột với Nga. Kiev đã nhiều lần yêu cầu những người ủng hộ phương Tây bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong không phận của mình vì hệ thống phòng không của họ đã bị suy yếu. Một hiệp ước an ninh về vấn đề này đã được ký kết với Warsaw vào tháng 7. NATO không phải là một bên tham gia vào cuộc xung đột và sẽ không trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột này, một phát ngôn viên của NATO nói với hãng thông tấn Tây Ban Nha Europa Press, đồng thời nói thêm rằng trách nhiệm của khối là ngăn chặn gia tăng. Người phát ngôn cho biết, mặc dù mỗi thành viên trong khối đều có quyền bảo vệ không phận của mình, nhưng họ nên tham khảo ý kiến chặt chẽ với những nước khác vì việc làm như vậy có thể ảnh hưởng đến toàn thể NATO. Bình luận của họ được đưa ra sau cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski với tờ Financial Times, trong đó ông ủng hộ ý tưởng bắn hạ các mục tiêu của Nga trên bầu trời Ukraine. Ông Sikorski nói với Financial Times, khi tên lửa của kẻ thù đang tiến vào không phận của chúng ta, đó sẽ là hành động tự vệ chính đáng, bởi vì một khi chúng bay vào không phận của chúng ta, nguy cơ các mảnh vỡ gây thương tích cho ai đó là rất lớn. Ông Sikorski giải thích, việc trở thành thành viên NATO không có nghĩa là bỏ qua trách nhiệm của mỗi quốc gia trong việc bảo vệ không phận của mình, đó là nghĩa vụ hiến định của chúng ta. Warsaw và Kiev đã ký một hiệp ước quốc phòng vào tháng 7, trong đó có nội dung thảo luận nhằm xem xét cơ sở lý luận và tính khả thi của việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kostilyak-Kamysz vẫn khẳng định rằng điều này sẽ không được thực hiện nếu không có sự chấp thuận của NATO. Mitchell Joanna, phó tổng thư ký sắp mãn nhiệm của NATO, nói với Financial Times rằng khối này tôn trọng quyền chủ quyền đảm bảo an ninh quốc gia của mọi thành viên, nhưng họ luôn tham vấn trước khi thực hiện điều gì đó có thể gây hậu quả cho tất cả chúng ta. Joanna nói thêm rằng Ba Lan luôn hoàn hảo khi nói đến các cuộc tham vấn như vậy. Theo Joanna, NATO phải làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine và làm mọi thứ có thể để tránh gia tăng. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã thảo luận về kế hoạch xây dựng lá chắn phòng không với các quan chức NATO tại Brussels, theo Europa Press. Thưa quý vị, theo hãng tin RT của Nga, một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh vụ tấn công được Lữ đoàn Bộ binh Hải quân cận vệ số 810 của Nga công bố trên mạng xã hội. Đây là lực lượng được huy động để ngăn chặn cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 8 đã xác nhận đoạn video và cho biết cuộc tấn công diễn ra ở vùng Kursk. Chiếc xe tăng của Ukraine được một số hãng truyền thông xác định là T-72M1 đã bị đưa vào tầm ngắm của FPV Nga khi nó xuất hiện ở vùng đất trống gần làng Omkovka, cách thị trấn biên giới Sudza khoảng 30 km, nơi các lực lượng Kiev đang chiếm đóng. Trong video, xe tăng của Ukraine vừa di chuyển vừa bắn đạn từ súng chính rồi đứng yên trên con đường đất. Sau đó, góc quay từ chiếc FPV cho thấy phương tiện này đang lảng vảng đến điểm yếu ở phía sau tháp pháo của xe tăng. Toàn cảnh cuộc tấn công được một UAV khác ghi lại. Ngay khi FPV của Nga lao vào xe tăng Ukraine, cú va chạm đã gây ra vụ nổ lớn, thổi bay tháp pháo khỏi thân chính đi vài mét. Chiếc xe sau đó bị nhấn chìm trong biển lửa và bị phá hủy do vụ nổ thứ cấp. Đoạn video không đề cập tới thông tin kiếp lái có đang điều khiển chiếc xe tăng Ukraine vào thời điểm bị tấn công hay không. Các FPV có thể được sử dụng để phá hủy hoàn toàn những phương tiện đã bị vô hiệu hóa và bị bỏ rơi trên chiến trường, từ đó khiến đối phương không thể thu hồi và sửa chữa. Kiev đã điều động hàng nghìn binh sĩ tấn công vùng Kursk của Nga ngày 6 tháng 8. Nga ước tính thiệt hại của quân đội Ukraine trong chiến dịch này là hơn 6.600 binh sĩ, 73 xe tăng, hàng trăm phương tiện quân sự và hàng chục vũ khí hạng nặng. Khu định cư Ongovka được Bộ Quốc phòng Nga liệt kê trong bản cập nhật mới nhất về tình hình Kursk là một trong nhiều khu định cư mà quân đội Ukraine đã cố gắng nhưng không chiếm được. Trong khi đó, một đoạn video được trang Mirinua đăng tải cho thấy hai phi công điều khiển tiêm kích MiG-29 Ukraine thông qua hệ thống điện tử lắp trong khoang lái đã khóa mục tiêu trên không là UAV Jet của Nga. Sau đó, viên phi công điều khiển hệ thống vũ khí trên chiếc chiến cơ đã bắn tên lửa không đối không R-73 về phía UAV đối phương, trong khi phi công còn lại quay khoảnh khắc quả tên lửa bắn nổ mục tiêu. Hiện chưa rõ thời gian đoạn video trên được quay. Không quân Mỹ đã lập trình lại hệ thống tác chiến điện tử EVK trên máy bay chiến đấu F-16 chuyển giao cho Ukraine, tăng cường khả năng bảo vệ tiêm kích này trước các mối đe dọa hiện có và cả trong tương lai từ Nga. Tiêm kích F-16 đã chính thức thực chiến ở Ukraine khi chúng được huy động để đánh chặn tên lửa của Nga trong cuộc tập kích hôm 26 tháng 8. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 8,
chúng tôi đã đẩy lùi một số tên lửa và máy bay không người lái tiêm kích F-16 trong cuộc tấn công lớn này. Chúng tôi biết ơn các đối tác đã cung cấp F-16. Tất nhiên, điều này là không đủ. Ukraine chỉ có một số ít máy bay và chúng tôi phải đào tạo thêm các phi công. Ukraine nhận lô máy bay F-16 từ các đối tác NATO hồi đầu tháng 8. Những chiếc máy bay này có tháp chuyên dụng, cho thấy chúng được trang bị một số biện pháp tác chiến điện tử để tự vệ. Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Hệ thống tác chiến điện tử của F-16 ở Ukraine có gì đặc biệt? Không quân Mỹ đã tăng cường khả năng tác chiến điện tử những chiếc máy bay F-16 chuyển giao cho Ukraine. Phi đội tác chiến điện tử EVKS số 68 của Không quân Mỹ là đơn vị phụ trách nhiệm vụ này, phối hợp cùng các đối tác Đan Mạch và Na Uy, những nước trực tiếp cung cấp F-16 cho Kiev. Phi đội tác chiến điện tử 68 nhấn mạnh tầm quan trọng của tác chiến điện tử trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và nói rằng cả lực lượng vũ trang của Nga và Ukraine đều phụ thuộc rất nhiều vào quyền truy cập, không bị hạn chế vào phổ điện tử để đạt được mục tiêu của họ và liên tục sử dụng các chiến thuật áp chế điện tử, chẳng hạn như giả mạo và gây nhiễu để giành được ưu thế. Phi đội 68 cho biết trong một tuyên bố, cùng với việc chuyển giao F-16 từ Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan, khả năng tác chiến điện tử của những máy bay này cũng được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện tác chiến ở Ukraine. Trong những năm tới, Ukraine dự kiến sẽ nhận được tổng cộng khoảng 90 máy bay F-16, AM/BM từ Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Na Uy. Trong chiến trường có nhiều rủi ro với các hoạt động tác chiến điện tử, sự linh động và linh hoạt đóng vai trò rất quan trọng. Các bên thường sử dụng chiến thuật gây nhiễu để phá vỡ quyền truy cập của đối phương vào phổ điện tử, chặn các khả năng liên lạc và dẫn đường quan trọng. Hệ thống tác chiến điện tử của F-16 cần được lập trình lại để có thể sử dụng chống lại các mối đe dọa liên tục thay đổi từ Nga. Tuy nhiên, Không quân Mỹ không tiết lộ hệ thống tác chiến điện tử của chúng được hiện đại hóa những gì. Nói về việc lập trình hệ thống tác chiến điện tử cho F-16 của Ukraine, cựu thống chế không quân Ấn Độ Anil Chopra nói rằng điều này có lợi cho cả Mỹ và Ukraine, họ cần bảo vệ tần số của mình khỏi các mối đe dọa từ Nga, nước cũng sử dụng các công cụ tình báo điện tử tiên tiến. Các công cụ này ghi lại mọi thứ. Mỹ đã lập trình lại hệ thống tác chiến điện tử của F-16, do đó sẽ không có quá nhiều thông tin bị rơi vào tay Nga. Ông Anil Chopra nói thêm. Lợi ích của Mỹ. Máy bay được gửi đến Ukraine là phiên bản cũ cần được nâng cấp. Washington hiểu rõ việc nâng cấp thành phần tác chiến điện tử sẽ có lợi hơn là nâng cấp radar. Mỹ không cung cấp vũ khí tầm xa cho máy bay F-16 của Ukraine. Họ biết rằng những máy bay này chỉ đóng vai trò phòng thủ. Vì vậy, điều quan trọng là tăng cường khả năng tác chiến điện tử. Ông Chopra giải thích rằng, thư viện mối đe dọa của những chiếc F-16 cũ này sẽ được cập nhật thông tin về các hệ thống quân sự mới nhất của Nga triển khai cách tiền tuyến khoảng 300 km. Ukraine sẽ cung cấp cho Mỹ dữ liệu mà họ thu được từ cuộc xung đột thực tế để giúp tăng cường và mở rộng khả năng tác chiến điện tử mà cả hai quốc gia, cũng như các nước bằng hữu và đối tác khác đều có quyền truy cập. Theo yêu cầu của Không quân Mỹ, các chuyên gia của phi đội tác chiến điện tử 68 phải tối ưu hóa hệ thống tác chiến điện tử trên F-16 bằng các thông tin từ Đan Mạch và Na Uy. Phi đội 68 gặp phải hai thách thức. Thứ nhất, hệ thống dành cho F-16 được chuyển giao cho Ukraine không có trong kho của Mỹ. Và thứ hai, thời hạn để tối ưu hóa các hệ thống tác chiến điện tử này rất gấp rút để đảm bảo lịch trình giao máy bay. Trước hết, họ phải tìm hiểu về hệ thống tác chiến điện tử vốn không quen thuộc với họ, sau đó sử dụng dữ liệu từ Đan Mạch và Na Uy để lập trình lại nó nhằm chống lại các mối đe dọa của Nga. Việc nâng cấp hệ thống tác chiến điện tử diễn ra trong bối cảnh một số quan chức và nhà phân tích lên tiếng lo ngại về F-16. Họ cho rằng máy bay này không thể là giải pháp nhanh chóng để tiến hành các hoạt động tấn công hoặc nhắm vào các máy bay phản lực của Nga. Thay vào đó, F-16 sẽ sử dụng cho các vai trò phòng không, ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Việc lập trình lại hệ thống của hệ thống tác chiến điện tử sẽ nâng cao khả năng sống sót của những chiếc máy bay F-16 này trong tương lai. Lãnh đạo phi đội tác chiến điện tử 68 cho biết, một chiếc F-16 với hệ thống tác chiến điện tử được lập trình lại sẽ không thể đạt được sự thống trị trên không, nhưng nó có thể mang lại một số ưu thế để đạt được mục tiêu có tầm quan trọng và tác động chiến lược. Việc lập trình lại các hệ thống tác chiến điện tử của F-16 sẽ không khiến chúng trở nên bất khả chiến bại trước mọi mối đe dọa. Tuy nhiên, xét đến việc không quân Ukraine hoạt động trong môi trường phòng không dày đặc và tích cực nhất trên thế giới, điều này có thể mang lại lợi thế sống còn quan trọng. Nó cũng sẽ cung cấp thông tin đáng giá cho Mỹ và các đồng minh để xử lý các tình huống bất ngờ tiềm ẩn trong tương lai. Ngày 29 tháng 8, cả Nga, Trung Quốc và Mỹ đều đưa ra các bình luận mới nhất về vấn đề hạt nhân. Tại Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Sergei Naryshkin cho hay Moscow sẽ không bị đe dọa bởi những nỗ lực của Mỹ nhằm vung búa tạ hạt nhân.
Nhắc lại thí nghiệm hạt nhân dưới mức tới hạn của Mỹ vào ngày 14 tháng 5 tại một phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở tiểu bang Nevada là khá đáng lo ngại, song ông Naryshkin cho rằng sự kiện này không phải là một cuộc thử hạt nhân toàn diện và không vi phạm chính thức hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện hoặc lệnh tạm dừng thử hạt nhân của Mỹ. Mặc dù vậy, quan chức tình báo Nga lưu ý rằng cuộc thử nghiệm này chứng minh rõ ràng cho ý định của Mỹ khi cố gắng phô trương búa tạ hạt nhân để đe dọa Nga, đồng thời khẳng định điều này sẽ không hiệu quả. Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ngô Khiêm hối thúc Mỹ cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân, ngừng phổ biến vật liệu và công nghệ hạt nhân, không mở rộng khả năng răn đe hạt nhân hoặc liên minh hạt nhân. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời ông Ngô Khiêm cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ mở rộng kho vũ khí hạt nhân và trốn tránh trách nhiệm giải trừ vũ khí này với lý do mối đe dọa hạt nhân từ Trung Quốc. Theo ông, lý do này vốn không tồn tại và Trung Quốc chỉ theo đuổi chiến lược hạt nhân, tự vệ cũng như duy trì lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia. Đề cập đến hiệp ước an ninh ba bên Mỹ, Anh, Australia, quan chức quốc phòng Trung Quốc cho rằng điều này đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế. Người phát ngôn Ngô Khiêm nêu rõ, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan hãy nghiêm túc lắng nghe những tiếng nói sâu sắc và có tầm nhìn xa của cộng đồng quốc tế, từ bỏ nỗi ám ảnh về chiến tranh lạnh và tâm lý một mất một còn, cũng như kiềm chế không đi sâu hơn vào con đường sai lầm và nguy hiểm. Trong khi đó, về phía Mỹ, hãng tin Reuters cho hay, Washington đang thúc ép Bắc Kinh thay đổi lập trường phản đối lâu nay đối với tiến trình đàm phán về vũ khí hạt nhân. Theo một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, Trung Quốc đã ra tín hiệu sẵn sàng bắt đầu thảo luận các nội dung xoay quanh chủ đề kiểm soát vũ khí, nhưng sau đó họ không hẳn hướng về phía sẽ làm theo tín hiệu đó. Quan chức này nhận định, trong năm 2024, triển vọng đàm phán đã khả thi hơn một chút so với năm 2022, song vẫn còn chặng đường dài phía trước để tiến tới những cuộc đối thoại nghiêm túc. Mỹ và Trung Quốc đã nối lại tiến trình đối thoại cấp quan chức về vũ khí hạt nhân hồi tháng 11 năm 2023, nhưng kể từ đó, các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba khẳng định rằng trách nhiệm cho bất kỳ thất bại nào mà Kiev phải gánh chịu hoàn toàn thuộc về các nhà tài trợ phương Tây của Ukraine. Nhà ngoại giao này kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp cho nước ông nhiều tên lửa hơn và dỡ bỏ mọi hạn chế đối với cuộc tấn công tầm xa bên lãnh thổ Nga. Lời kêu gọi của ông tương tự như lời kêu gọi được đưa ra vào ngày 26 tháng 8 bởi nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã nhấn mạnh rằng không nên có bất kỳ hạn chế nào về phạm vi vũ khí của Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, đã nói rõ vào ngày hôm sau đó rằng chính sách của chúng tôi không thay đổi, nghĩa là Kiev không được phép triển khai vũ khí do Mỹ cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Phát biểu tại Brussels, Bỉ, nơi các bộ trưởng Bộ Ngoại giao EU họp vào ngày 29 tháng 8, ông Kuleba cho biết, thành công của Nga phụ thuộc vào một điều, sự chuẩn bị của các đối tác để đưa ra những quyết định táo bạo. Nếu quyết định được đưa ra, Ukraine sẽ thành công trên thực tế. Nếu không được đưa ra, thì đừng phàn nàn về Ukraine, hãy phàn nàn về chính mình, Bộ trưởng Ukraine lập luận. Theo ông Kuleba, Kiev chỉ muốn có sự cho phép của phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp bên trong lãnh thổ Nga, đồng thời nói thêm rằng sẽ cần nhiều tên lửa tầm xa hơn cho mục đích đó. Ông Kuleba cũng kêu gọi tất cả các quốc gia đã cam kết cung cấp hệ thống Patriot cách đây nhiều tháng hãy thực hiện ngay. Ông chỉ ra rằng sự chậm trễ đang gây ra tốn kém cho Ukraine. Trong chuyến thăm nước láng giềng Ba Lan vào ngày 28 tháng 8, ông Kuleba tuyên bố rằng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, vấn đề lớn nhất mà Ukraine gặp phải là nỗi sợ leo thang xung đột đã chi phối quá trình ra quyết định của các đồng minh của chúng tôi liên quan đến viện trợ quốc phòng. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng mọi thảo luận của phương Tây về hạn chế đối với Kiev và mong muốn tránh leo thang quá mức của nước này sẽ chỉ là một thủ đoạn. Ông Lavrov cảnh báo Mỹ, Anh và các nước ủng hộ Kiev khác không nên cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng quyết định như vậy chẳng khác nào đùa với lửa. Novogrodokka hầu như đã đầu hàng mà không cần chiến đấu và Selidovo đã nằm dưới quyền của quân Nga một nửa. Đây là bình luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine Mariana Bezuklaya về các trận chiến trên hướng Pokrov. Bà Bezuklaya bình luận, các trận chiến ở Novogrodokka, nó hầu như đã đầu hàng mà không cần giao tranh. 30 người Nga đã chiếm được nơi từng là thành phố 20.000 dân, đi qua các công sự chống trải. Ở Selidovo, rõ ràng là tôi và bạn đã bỏ lỡ nhau. Vì lý do nào đó mà tôi không gặp bạn ở Selidovo. Chỉ trong vài ngày, một nửa đã thuộc về người Nga. Phát biểu trên của bà Bezuklaya là để đáp lại tuyên bố của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky trước đó, nói rằng ông đã chiến đấu 24/7 ở chiến trường Pokrov. Bà Bezuklaya bình luận,
Novogrodovka cách đây vài tuần là một thành phố dân sự không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho việc phòng thủ bởi vì hầu hết các đơn vị đã được rút khỏi hướng này. Ngày 29 tháng 8, bà Bezulaya đã viết rằng thực tế không có quân đội Ukraine ở Novogrodovka. Bà cũng tuyên bố rằng các đơn vị của Ukraine đang được rút khỏi khu vực Donetsk, phó mặc toàn bộ chiến tuyến cho số phận. Trước đó viết trên Facebook, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết, trong nhiều ngày liên tiếp, tôi làm việc trong các đội bảo vệ hướng Pokrov, nơi mà vào thời điểm đó tình hình khó khăn nhất. Công việc tại trụ sở chính liên tục gần như 24/7, phòng thủ và tiêu diệt kẻ thù đang tiến tới. Ông Syrsky khi đó cũng cho biết rằng các trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở nhiều nơi, gồm cả Novogrodovka và Selidovo. Ông còn tuyên bố rằng, chúng tôi liên tục phải đưa ra những quyết định không chuẩn mực để tăng cường phòng thủ. Tuần này, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Igor Kimakovsky báo cáo rằng quân đội Nga thực sự đã giải phóng Novogrodovka trong 2 ngày rưỡi mà không có tổn thất đáng kể nào. Phó giám đốc CIA David Cohen mới đây đã đưa ra nhận định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phát lệnh tiến hành một cuộc phản công nhằm giành lại lãnh thổ ở tỉnh Kursk mà quân đội Ukraine đã chiếm giữ, nhưng sẽ rơi vào trận chiến khó khăn. Phát biểu tại một hội nghị ngành an ninh quốc gia vào ngày 28 tháng 8, ông Cohen nói rằng vẫn cần đánh giá thêm về tầm quan trọng của cuộc tấn công mà quân đội Ukraine tiến hành qua biên giới. Ukraine đã triển khai cuộc tấn công này từ ngày 6 tháng 8, vượt qua biên giới phía Tây và tỉnh Kursk của Nga, và đến nay vẫn đang tiếp tục nỗ lực giành thêm lãnh thổ. Dù Kiev nói rằng không có ý định sáp nhập khu vực đã chiếm được, ông Cohen nói rằng quân đội Ukraine đang xây dựng các tuyến phòng thủ và dường như có ý định giữ lại phần lãnh thổ đó trong một khoảng thời gian. Phó giám đốc của CIA nhận định, chúng tôi có thể chắc chắn rằng Nga sẽ tiến hành một cuộc phản công để cố giành lại phần lãnh thổ đó. Tôi nghĩ đó sẽ là một trận chiến khó khăn đối với người Nga. Ukraine tuyên bố đã chiếm được 100 khu dân cư trong chiến dịch tấn công vào Kursk, trong khi lực lượng Nga tiếp tục tiến lên ở khu vực phía đông Donetsk. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc xung đột với Nga cuối cùng sẽ kết thúc bằng đối thoại, nhưng Kiev phải ở thế vững chắc và ông sẽ trình bày kế hoạch với Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng hai người kế nhiệm tiềm năng. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bắt đầu bằng việc Ukraine chấp nhận tình hình thực tế, nghĩa là Nga đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở 4 tỉnh của Ukraine và bán đảo Crimea. Ukraine cho biết họ đang kiểm soát hơn 1.200 km2 của Nga ở tỉnh Kursk. Bộ Ngoại giao Nga hôm 28 tháng 8 đã tuyên bố ban hành quyết định cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với 92 công dân Mỹ, bao gồm các nhà báo, luật sư, lãnh đạo các công ty công nghiệp, quân sự quan trọng. Quyết định được đưa ra để đáp trả chính sách bài Nga mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden theo đuổi nhằm mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho Moscow, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Xung đột ở Ukraine đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ Nga-Mỹ kể từ khi chiến tranh lạnh. Hôm 27 tháng 8, Nga cho biết phương Tây đang đùa với lửa khi cân nhắc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Trong danh sách cấm nhập cảnh được Bộ Ngoại giao Nga công bố trên Telegram, có 14 nhân viên của tờ Wall Street Journal, 5 nhà báo kỳ cựu của New York Times và 4 nhà báo của tờ Washington Post. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang nhắm vào đội ngũ biên tập viên, phóng viên từ các ấn phẩm có liên quan đến việc sản xuất, phát tán tin giả về lực lượng vũ trang Nga, đồng thời tuyên truyền che đậy cuộc chiến hỗn hợp mà Washington phát động. Ngoài ra, trong danh sách còn có các quan chức cấp cao khác như chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ Stephen Whiting, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách chính sách không gian John Plum. Cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump mới đây đã đưa ra cảnh báo về khả năng bùng nổ của Thế chiến thứ ba. Theo ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc tấn công của quân đội Ukraine thực chất là một dấu hiệu nữa cho thấy Thế chiến ba đang đến gần hơn bao giờ hết. Ông Trump nói vài giờ sau khi tham dự lễ tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, "Hãy nhìn vào những gì đang xảy ra ở Ukraine. Họ đang tràn vào Nga. Bạn sẽ có Thế chiến thứ ba." Bình luận về bài phát biểu của ông Trump, Điện Kremlin cho biết, Moscow có thể hiểu được lời ông nói. Người phát ngôn chính thức của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, những cuộc đột kích như ở khu vực Kursk, tất nhiên là những hành động làm leo thang căng thẳng đến mức cực độ. Do đó có lý do để lo ngại, và trong trường hợp này, những tuyên bố gây hoang mang như vậy có thể được thông cảm. Đồng chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ Jamie Raskin trước đó đã nói rằng, ông Trump nếu thắng cử Tổng thống Mỹ sẽ cố gắng chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông Raskin, ông Donald Trump có khả năng chấm dứt các hành động thù địch, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải nhượng bộ Nga. Ông Trump đã chỉ trích hành động của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trước đây.
Ông nói rằng quân đội Nga có thể chiến đấu tốt trong điều kiện mùa đông. Ông Trump nói, Nga là một chiến binh mùa đông tuyệt vời. Họ đã đánh bại Đức và họ đã đánh bại Napoleon. Họ không dễ bị đánh bại và họ là một lực lượng quân sự hùng mạnh. Còn Ukraine thì không. Nhưng Ukraine khiến chúng ta phải trao cho họ rất nhiều tiền. Theo tính toán của ông Trump, Kiev đã nhận được khoảng 250 tỷ đô la Mỹ viện trợ từ Washington. Trong một diễn biến khác, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích chính quyền Mỹ và Bộ Tư pháp về nỗ lực mới nhất của họ nhằm truy tố ông về cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay đã mô tả chiến dịch pháp lý nhằm vào ông là một cuộc tấn công trực tiếp vào nền dân chủ và là một trường hợp can thiệp bầu cử thực sự. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau một bản cáo trạng mới do công tố viên đặc biệt Jack Smith đệ trình chống lại ông. Cáo buộc cựu nguyên thủ quốc gia này đã cố gắng lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 một cách bất hợp pháp. Tài liệu mới là phiên bản rút gọn của vụ án hình sự năm ngoái chống lại ông Trump. Cáo buộc rằng ông đã lan truyền lời nói dối về gian lận quyết định kết quả trong cuộc bầu cử bằng cách khẳng định rằng ông đã thắng cuộc đua vào thời điểm đó thay vì ông Joe Biden. Ông Trump đã kháng cáo trong vụ án đó, tuyên bố được miễn trừ truy tố với tư cách là tổng thống và bản cáo trạng ban đầu đã bị tòa án tối cao bác bỏ vào tháng trước. Tình hình ở hướng Pokrovsk vẫn cực kỳ khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Phó Vekov Rada Olesy Goncharenko cho biết, mọi người xung quanh chỉ nói một điều, chúng ta phải có kế hoạch nào đó chứ, có cảm giác là chẳng có kế hoạch nào cả. Ông Olesy Goncharenko cũng kêu gọi người dân thường ở Pokrovsk ngay lập tức rời khỏi thành phố. Trong khi đó, người đồng sáng lập và nhà phân tích của nguồn tài nguyên phân tích quân sự Ukraine Deep State Roman Pogorely đã tin rằng Ukraine thực sự sẽ mất Donbass sau khi Pokrovsk thất thủ. Quân đội Nga đã tiến triển đáng kể và kiểm soát được cao điểm quan trọng cuối cùng trước Pokrovsk. Novobrodovka đã bị chiếm trong 3 hoặc 4 ngày. Lực lượng vũ trang Nga đã tiếp cận Selidovo. Minograd, Selidovo, Pokrovsk đóng vai trò quan trọng trong hậu cần. Pogorely đã lưu ý, trong đó quân đội Nga sẽ tiếp cận biên giới với khu vực Dnipropetrovsk. Romani Pogorely nói rằng, trên thực tế Donbass sẽ rơi vào tay của họ sau khi họ chiếm được Pokrovsk và Minograd. Đổi lại, nhà phân tích quân sự và nhà báo Evgeny Norin đã lưu ý rằng các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine bảo vệ Pokrovsk và vùng ngoại ô nhận thấy ở trong tình thế mắc kẹt. Ở phía tây của Dnieper, quân đội Ukraine hầu như không còn lực lượng nào để có thể ngăn chặn hiệu quả cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Chỉ huy lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 của quân đội Ukraine, chỉ được gọi là Alexander, nói với tờ báo The Economist rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Pokrovsk bị nghiền nát như Mariupol, Avdiivka, Bakhmut. Ông không thể nói lực lượng vũ trang Ukraine có thể bảo vệ thành phố này trong bao lâu khi triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhất của Ukraine đến khu vực cốt của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky đang phải đối mặt với một loạt chỉ trích từ các binh sĩ, nhà lập pháp và các nhà phân tích quân sự về những tiến bộ nhanh chóng của quân đội Nga ở miền đông Ukraine kể từ khi Kiev thực hiện cuộc tấn công táo bạo vào khu vực Kursk của Nga. Theo báo Anh Financial Times, nhiều người Ukraine đã ăn mừng cuộc tấn công của quân đội Ukraine hôm 6 tháng 8 vào Kursk với hy vọng rằng hành động mạo hiểm này sẽ buộc Moscow phải phân bổ nguồn lực cho mặt trận mới và làm thay đổi động lực của cuộc chiến theo hướng có lợi cho Ukraine. Tuy nhiên, một lỗ hổng ở mặt trận Pokrov có tầm quan trọng chiến lược trong khu vực Donetsk trong tuần này đã dẫn đến phản ứng dữ dội chống lại sự lãnh đạo ở Kiev. Những người chỉ trích cho rằng các vị trí của Ukraine đã bị suy yếu do việc triển khai lại hàng ngàn binh sĩ Ukraine dạn dày kinh nghiệm cho cuộc tấn công vào Kursk. Các lực lượng Nga đang tiến gần đến thành phố Pokrov và đã chiếm được một số thị trấn lân cận trong tuần này, buộc các đơn vị Ukraine ít người phải rút lui khỏi các vị trí phòng thủ đã chuẩn bị. Theo Frontalligence Insight, một nhóm phân tích Ukraine, Pokrov là một trong hai điểm giao thông quan trọng về đường sắt và đường bộ ở khu vực Donetsk và nếu thành phố thất thủ sẽ đe dọa toàn bộ hậu cần của khu vực này đối với quân đội Ukraine. Hình ảnh vệ tinh được phân tích bởi các nhà điều tra nguồn mở tại Blackbird Group có trụ sở ở Phần Lan cho thấy các lực lượng Nga hiện chỉ cách Pokrov 8 km. Chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán cư dân trong khu vực. Alexander Kovalenko, một nhà phân tích quân sự tại nhóm Information Resistance có trụ sở ở Kiev, gọi tình hình ở rìa phía đông của Pokrov là một thất bại hoàn toàn trong phòng thủ. Ông chỉ trích sự lãnh đạo của Ukraine trên Telegram. Đây không phải là lỗi của những binh sĩ bình thường đang giữ các vị trí, vấn đề nằm ở những người ra quyết định cho những binh sĩ này. Một số binh sĩ trong khu vực bày tỏ lo ngại,
về các tuyến phòng thủ quanh Pokrov. Trong một đánh giá thẳng thắn trên mạng xã hội X, một binh sĩ chỉ trích cấu trúc chỉ huy quân đội dẫn đến những thất bại hệ thống và phản ứng không đầy đủ đối với các điều kiện chiến trường đang thay đổi. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này. Mọi thứ đang sụp đổ quá nhanh, Pokrov sẽ sụp đổ nhanh hơn nhiều so với Bakhmut. Quân đội Ukraine đã rút khỏi Novogorivka, cách Pokrov 8 km về phía đông nam. Trung tâm Chiến lược Phòng thủ CDS, một viện nghiên cứu an ninh có trụ sở tại Kiev cho biết, việc rút lui cho thấy thiếu hụt tài nguyên phòng thủ, mặc dù Pokrov có tầm quan trọng là một trung tâm hậu cần. Bà Mariana Bezuklaya, nghị sĩ, phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng trong Quốc hội Ukraine, đã chia sẻ những bức ảnh trên Facebook từ chuyến thăm tuần trước đến mặt trận gần Novogorodivka. Bà cho biết các bức ảnh cho thấy con đường đến Pokrov hoàn toàn mở rộng. Bà viết trong một bài đăng chỉ trích, các hào ở phía trước Novogorodivka hoàn toàn trống rỗng, hầu như không có quân đội Ukraine trong thành phố, trước đây từng có 20.000 người. Tướng Oleksandr Syrsky, chỉ huy quân đội hàng đầu của Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm 29 tháng 8 rằng ông đã đến thăm khu vực Pokrov và đang làm việc để tăng cường phòng thủ cho các binh sĩ ở những khu vực khó khăn nhất của mặt trận, cung cấp cho các lữ đoàn một lượng đạn dược và phương tiện vật chất và kỹ thuật cần thiết. Trong một cuộc họp báo tại Kiev hôm 27 tháng 8, ông Zelensky mô tả tình hình ở mặt trận gần Pokrov là cực kỳ khó khăn, nhưng khẳng định rằng sự tiến công của Nga trong khu vực đã chậm lại sau cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk. Thực tế, các lực lượng Nga đã tiến bộ nhanh hơn ở Donetsk kể từ ngày 6 tháng 8 so với những tháng trước đó, theo nhiều nhà phân tích quân sự, bao gồm Deep State. Trong 3 tuần qua, các lực lượng của Nga đã nhanh chóng chiếm được hơn 20 thị trấn và làng mạc và chỉ gặp phải sự kháng cự yếu ớt, bao gồm cả pháo đài lâu dài New York. Một học giả cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại cho rằng những thành công của Nga là do Ukraine thiếu hụt lính bộ binh dày dặn kinh nghiệm và việc phân bổ nguồn lực cho cuộc tấn công Kursk. Ukraine đã đưa các lực lượng dự bị vào Kursk để lại ít lựa chọn hơn để lấp các lỗ hổng ở nơi khác. Một số lữ đoàn dày dặn kinh nghiệm đã bị thay thế bởi các đơn vị mới hơn, kém kinh nghiệm hơn. Các binh sĩ trong các đơn vị pháo binh gần Pokrov cũng nêu bật sự thiếu hụt đạn dược và sự không tương xứng về sức mạnh hỏa lực so với các lực lượng của Nga. Các lực lượng Nga trong khi đó vẫn duy trì lợi thế chiến thuật đáng kể. Khả năng hàng không và drone cùng pháo binh vượt trội đã củng cố sức mạnh của họ. Tổ chức Frontalegion cho biết lãnh đạo Ukraine vẫn có thể củng cố mặt trận bằng cách triển khai các lữ đoàn mới hoặc điều chỉnh các lực lượng từ các khu vực khác. Nhưng nếu Pokrov thất thủ, điều này có thể mở đường cho các lực lượng Nga tiến về phía Donetsk, thành phố lớn thứ tư của Ukraine, mở rộng sự kiểm soát của họ hơn nữa. Ngày 30 tháng 8, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell đã tiết lộ về các ý định mới của khối này đối với Ukraine. Hãng thông tấn Đức DPA dẫn lời ông Borrell cho hay, EU muốn huấn luyện khoảng 75.000 binh sĩ Ukraine trong năm nay, cao hơn mục tiêu trước đó là 60.000. Theo truyền thông quốc tế, quan chức EU này cho biết, quá trình đào tạo sẽ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Ukraine, đồng thời có thể thành lập một trung tâm điều phối quy mô nhỏ tại Kiev. Phát biểu với báo giới sau hội nghị Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng EU ở Brussels của Bỉ, đại diện cấp cao Borrell nhấn mạnh, việc huấn luyện phải được rút ngắn và điều chỉnh theo nhu cầu của Ukraine. EU đã nâng mức cam kết của mình trong việc hỗ trợ đào tạo binh sĩ Ukraine trong bối cảnh giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn tại quốc gia Đông Âu này. Tuy nhiên, việc đào tạo tại chỗ cho binh sĩ Ukraine hiện vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Hãng tin AFP của Pháp dẫn nguồn tin quan chức ngoại giao EU cho biết, một số nước, trong đó có Estonia, Pháp và Thụy Điển, ủng hộ việc đào tạo tại chỗ cho binh sĩ Ukraine. Nhưng các quốc gia khác như Hungary lại không muốn có bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của châu Âu, thậm chí cả chuyên gia huấn luyện tại quốc gia Đông Âu đang có xung đột với Nga. Trong diễn biến khác liên quan đến Ukraine, ngày 30 tháng 8, báo Corriere della Sera đưa tin, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tuyên bố bên lề hội nghị Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng EU rằng Kiev không được phép sử dụng vũ khí do Rome cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh, Italy vẫn giữ nguyên lập trường về vũ khí được cung cấp cho Ukraine. Cả Rome và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không có xung đột với Moscow. Ngoại trưởng Tajani nói, chúng tôi chủ yếu gửi vũ khí phòng thủ và hiện đang có kế hoạch gửi một hệ thống Senti mới, có tính phòng thủ và không thể sử dụng trên lãnh thổ Nga. Ba Lan tuyên bố sẽ không bắn hạ máy bay không người lái hoặc tên lửa của Nga bay qua Ukraine và cũng sẽ không đào tạo lực lượng của Kiev trên lãnh thổ Ukraine. Theo European Pravda, trong cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pavel Zelensky cho biết, một trong những kỳ vọng của Ukraine mà chúng tôi không xem xét theo bất kỳ hình thức nào, đó là khả năng bắn hạ tên lửa hoặc máy bay không người lái từ lãnh thổ Ba Lan.
Ông tin rằng việc phương Tây tăng cường mạnh mẽ khả năng phòng không của Ukraine sẽ là đủ và không cần sự hỗ trợ như vậy từ không quân Ba Lan. Ông lưu ý rằng Ukraine nên có thứ gì đó để tự phòng vệ, nhưng nhấn mạnh rằng NATO và EU không phải là các bên tham chiến. Ông Zelensky phản đối mạnh mẽ yêu cầu của Ukraine rằng các đồng minh NATO như Ba Lan bắn hạ tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga trong không phận Ukraine bay về phía họ. Tương tự, ông phản đối kế hoạch của Kiev về việc đào tạo lực lượng Ukraine trên lãnh thổ của Ukraine. Pháp và một số quốc gia Bắc Âu khác đã ủng hộ ý tưởng này, tuy nhiên nó không nhận được sự đồng thuận trong EU. Trước tiên, Đức và Áo cho rằng Nga sẽ coi đây là một hành động khiêu khích. Cũng có những lo ngại rằng EU sẽ không thể đảm bảo an toàn cho các giảng viên châu Âu ở Ukraine. Ba Lan đã gia nhập nhóm phản đối ý tưởng này. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Zelensky, hình thức đào tạo binh sĩ Ukraine hiện tại ở các quốc gia EU, ví dụ như ở Ba Lan hoặc ở Đức, là hiệu quả nhất. Theo ông, một số quốc gia EU cũng có thể tiến hành đào tạo ở Ukraine, nhưng Ba Lan không phải là một trong số đó. Tại cuộc họp trong ngày 30 tháng 8, các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh châu Âu đã quyết định giữ các cuộc tập trận quân sự cho binh sĩ Ukraine ở gần biên giới Ukraine thay vì di chuyển vào lãnh thổ nước này. Tháng 10 năm 2022, Liên minh châu Âu đã thành lập sứ mệnh hỗ trợ quân sự EU để hỗ trợ đào tạo binh sĩ Ukraine. Sứ mệnh hỗ trợ quân sự EU hiện đang diễn ra chủ yếu ở Ba Lan và Đức, nhưng theo các nguồn tin, Liên minh châu Âu đang cân nhắc việc chuyển một số hoạt động đào tạo sang lãnh thổ Ukraine. Trước đó đã có thông tin rằng cơ quan ngoại giao EU đã kêu gọi các quốc gia thành viên điều chỉnh nhiệm vụ đào tạo quân đội Ukraine phù hợp hơn với nhu cầu của Kiev, nhưng không khuyến khích việc triển khai các giảng viên quân sự đến Ukraine. Bà Mariana Bezuglaya tin rằng quân đội có thể đang che giấu nguyên nhân thực sự của vụ việc liên quan tới chiến đấu cơ F-16. Quân đội Ukraine đã chính thức xác nhận việc một máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp, cùng với phi công bị mất tích nhưng chưa tiết lộ nguyên nhân vụ việc. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vụ việc xảy ra khi các máy bay chiến đấu F-16 được triển khai cùng với các đơn vị của lực lượng phòng không để đẩy lùi cuộc tấn công phối hợp của Nga hồi đầu tuần. Tại một thời điểm nào đó, liên lạc với một trong các máy bay đã bị mất trước khi người ta xác nhận nó bị rơi. Bộ Quốc phòng ở Kiev đã thành lập một ủy ban đặc biệt để làm rõ nguyên nhân vụ việc, nhưng nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya đã tin rằng quân đội có thể đang cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Bà nói, theo thông tin của tôi, chiếc F-16 do phi công Alexei Monfismes lái đã bị hệ thống tên lửa phòng không Patriot bắn trúng do sự mất phối hợp giữa các đơn vị. Bà Bezuglaya đã viết trên Instagram, đồng thời lưu ý rằng tất cả các báo cáo chính thức cho đến nay đều nhấn mạnh rằng phi công đã mất kiểm soát. Xung đột là xung đột, những tình huống như vậy hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng văn hóa dối trá dẫn đến một hệ thống quản lý quyết định quân sự tồi tệ, không dựa trên phân tích trung thực. Bà nói thêm, một nguồn tin trong lực lượng không quân Ukraine đã nói với Voice of America rằng nguyên nhân tiềm ẩn đang được điều tra, bao gồm lỗi của phi công, trục trặc kỹ thuật và hỏa lực thiện chiến từ lực lượng phòng không Ukraine. Một nguồn tin khác thông báo với CNN rằng lực lượng phòng vệ Ukraine không tin rằng lỗi của phi công là nguyên nhân của vụ việc. Khi được hỏi liệu có khả năng chiếc F-16 bị bắn hạ bởi hỏa lực thiện chiến từ một trong những tên lửa Patriot của Ukraine hay không, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Soy đã trả lời, đó thực sự là vấn đề mà Ukraine cần giải quyết. Mỹ chưa đưa ra yêu cầu tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra nào về vụ việc này. Bà Soy nói thêm, vì vậy, về việc liệu phi công này có thiệt mạng do hỏa lực của phe mình hay không, tôi không thể nói được điều đó. Điện Kremlin vừa cảnh báo, người tiêu dùng châu Âu sẽ phải chịu thiệt nếu Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 28 tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nếu Ukraine quyết định không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt, điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của người tiêu dùng châu Âu, những người vẫn sẵn sàng mua nhiều khí đốt Nga, được đảm bảo và giá cả phải chăng hơn, rẻ hơn khí đốt từ các nguồn khác, chủ yếu là từ Mỹ. Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov khi bình luận về phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine rằng Kiev sẽ không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Nga. Người tiêu dùng châu Âu sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho khí đốt, do đó khiến các ngành công nghiệp của họ kém cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, theo quan chức Điện Kremlin, Moscow đã có phương án đối phó với việc Kiev chấm dứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Ông Peskov cho hay, có những tuyến đường thay thế, chúng tôi có kế hoạch xây dựng một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, công việc này đang được tiến hành. Trước đó vào hôm 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Kiev không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Geman Galushchenko trước đó cũng đã xác nhận rằng
nước này sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận trung chuyển khí đốt hiện tại với Moscow sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, Ukraine sẽ xem xét các yêu cầu của các công ty châu Âu về việc trung chuyển khí đốt từ các nguồn khác. Hồi tháng 12 năm 2019, Ukraine và Nga đã ký thỏa thuận trung chuyển khí đốt kéo dài 5 năm. Theo đó, khí đốt Nga có thể đi qua lãnh thổ Ukraine tới các nước Liên minh châu Âu-EU với lưu lượng 40-45 tỷ mét khối một năm. Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Nga Gazprom, từng là nhà cung cấp khí đốt chính của EU, đã giảm mạnh lượng xuất khẩu sang khối này vào năm 2022 sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream. EU cũng đang nỗ lực tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài hàng thập kỷ vào khí đốt giá rẻ của Nga kể từ khi bùng phát chiến sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Mặc dù vậy, các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga hiện chưa nhắm vào nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống. Một số thành viên EU, bao gồm Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch, đã tự nguyện dừng nhập khẩu. Trong khi đó, nhiều nước thành viên khác như Áo, Slovakia, Cộng hòa Séc và Italia vẫn đang nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga. Trong một diễn biến liên quan, các chuyên gia năng lượng Nga nhận định EU nhiều khả năng sẽ tìm giải pháp để thuyết phục chính quyền Kiev gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này để tránh xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng mới trong tương lai. Theo chuyên gia Alexei Grivak, phó giám đốc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga, các quốc gia EU phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt của Nga là Áo, Slovakia, Italia và Cộng hòa Séc. Nhà phân tích Sergei Kalman của công ty tài chính Finam có trụ sở tại Moscow cảnh báo giá khí đốt tại châu Âu có thể tăng lên 500 đô la Mỹ cho 1.000 mét khối trong năm tới nếu khí đốt Nga không được vận chuyển sang EU qua lãnh thổ Ukraine. Giá khí đốt châu Âu tuần trước đã tăng vọt sau cuộc đột kích của quân đội Ukraine tại tỉnh biên giới Kerch, có nguy cơ gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng tại thị trấn Suza, điểm trung chuyển khí đốt xuyên biên giới quan trọng ở Nga. Thị trấn Suza là nơi đặt trạm trung chuyển khí đốt cuối cùng còn hoạt động giữa Nga và Ukraine. Đây là nơi Nga bơm khí đốt từ Tây Serbia qua Ukraine để đến Slovakia và các nước EU khác. Năm ngoái, tập đoàn Gazprom đã cung cấp khoảng 15 tỷ mét khối khí đốt cho EU qua tuyến đường này, chiếm 4,5% nhu cầu năng lượng của Liên minh. Trong cuộc họp báo tại Kiev mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố rằng cuộc đột kích Kerch đánh dấu sự mở màn chiến lược chiến thắng của Ukraine trong xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine dự định trình bày kế hoạch 4 điểm này với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới, bắt đầu vào ngày 10 tháng 9. Nguyên thủ Ukraine cũng có ý định thảo luận chủ đề này với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với hàm ý hiệu quả của phương tư này, cũng như triển vọng chiến thắng của Ukraine dựa đáng kể trên sự hậu thuẫn của Mỹ. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, thành công của bản kế hoạch này phụ thuộc vào ông ấy, tức Tổng thống Mỹ Joe Biden. Liệu họ có trao cái mà chúng tôi nêu trong kế hoạch này hay không? Liệu chúng tôi có được sự tự do sử dụng những gì mà chúng tôi có trong kế hoạch này hay không? Đáp lại câu hỏi về những giai đoạn còn lại của bản kế hoạch, ông Zelensky nói, hướng thứ hai là vị trí chiến lược của Ukraine trong cơ sở hạ tầng an ninh thế giới. Hướng thứ ba là một gói mạnh mẽ buộc Nga phải chấm dứt cuộc xung đột bằng cách thức ngoại giao. Hướng thứ tư là về kinh tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ, tình cớ nằm trong kế hoạch của Ukraine, phương án để chúng tôi chiến thắng. Có thể ai đó thấy điều này là tham vọng, nhưng đó là một kế hoạch rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong khi đó, Điện Kremlin nhanh chóng bác bỏ về kế hoạch chấm dứt xung đột, tái khẳng định quan điểm của Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và đạt tất cả các mục tiêu mà họ đã đề ra. Trong khi đó, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ David Cohen ngày 28 tháng 8 tiết lộ rằng binh sĩ Ukraine có ý đồ bám chắc lãnh thổ Nga trong một khoảng thời gian nhất định. Còn Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zinsky hé lộ, một trong các mục tiêu của chiến dịch Kerch là lôi kéo lực lượng Nga ra khỏi các đô thị khác của Ukraine, chủ yếu là Pokrovsk và Kurakhovo. Trong khi Ukraine quyết định đẩy mạnh giao chiến, Nga dường như vẫn không thay đổi mục tiêu rộng lớn là đánh bại các lực lượng quân sự của Ukraine với hàng chục nghìn quân đội Nga tiến về phía quân sự Pokrovsk. Tình thế hiện tại cho thấy một canh bạc đầy rủi ro mà Tổng thống Ukraine Zelensky có vẻ sẵn lòng chấp nhận. Ông Zelensky dường như tính toán rằng việc thiệt hại mà Ukraine có thể gây ra cho Nga như phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga là một mục tiêu cần thiết và khẩn cấp. Động thái này có thể giúp cho Ukraine giành được chiến thắng mà không chỉ có thể củng cố ý chí của các đồng minh NATO mà còn có thể duy trì lòng quyết tâm của quân đội Ukraine. Tổng thống Zelensky dường như chuẩn bị tinh thần cho khả năng mất Pokrovsk, coi đây là tổn thất có thể chấp nhận được để theo đuổi mục tiêu lớn hơn, gây thiệt hại lâu dài và sâu rộng cho Liên bang Nga. Theo CNN của Mỹ, dù có những rủi ro tiềm ẩn, Tổng thống Ukraine Zelensky tin rằng đây là cơ hội mà Ukraine không thể bỏ lỡ. Ông Zelensky hiểu rằng nếu chờ đợi, có thể NATO sẽ suy giảm hoặc Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì sự ủng hộ.
Tình thế hiện tại đặt ra yêu cầu khẩn cấp với Kiev là gây ra thiệt hại đáng kể cho Nga, buộc Moscow phải điều chỉnh lại chiến lược hoặc chấp nhận những nhượng bộ quan trọng. Trong bối cảnh này, ông Zelensky tin rằng với cuộc bầu cử Mỹ diễn ra vào tháng 11, Ukraine chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tận dụng tình thế và đạt được những kết quả rõ ràng trước khi các yếu tố chính trị toàn cầu thay đổi. Truyền thông Nga mới đây đưa tin, quân đội nước này trong quá trình chống chiến dịch xâm nhập vào tỉnh Kursk đã thu giữ quân kỳ của một lữ đoàn tấn công đường không của Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời sĩ quan có mật danh Cadet của Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 9, trực thuộc quân đoàn 11 Nga nói rằng quân kỳ của họ bị thu giữ lần này là của lữ đoàn tấn công đường không số 82, đang tham gia vào chiến dịch thâm nhập biên giới tỉnh Kursk. Cadet cho biết, vào ngày mùng 8 hoặc mùng 9 tháng 8, một đại đội trưởng đã chuyển cho tôi lá cờ của lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine. Trong quá trình đơn vị của người này tiến hành dọn dẹp một khu định cư ở tỉnh Kursk, nơi Ukraine đã đổ quân vào đó. TASS sau đó đã công bố đoạn video về một nhóm binh sĩ Nga đứng trong rừng cây, đồng thời giơ quân kỳ lữ đoàn tấn công đường không số 82 Ukraine. Quân đội Ukraine và các trang thông tấn độc lập hiện chưa thể xác minh đoạn video trên. Lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong cuộc họp vào ngày 28 tháng 8 đã nói rằng các thành viên trong khối quân sự này tái khẳng định cam kết của họ trong việc tăng cường sức mạnh phòng thủ cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc họp, Ukraine hàng ngày tiếp tục thực hiện việc đánh chặn tên lửa Nga và cứu được vô số mạng sống dân thường, nhưng để Ukraine có thể duy trì khả năng phòng thủ như vậy thì họ cần nhận thêm sự hỗ trợ. Khối NATO hôm nay tái khẳng định việc tăng cường hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine. Chúng ta phải tiếp tục cung cấp cho Kiev trang thiết bị và đạn dược cần thiết để họ có thể kháng cự lại các cuộc tấn công từ Nga. Cũng theo ông Stoltenberg, việc cung cấp vũ khí hết sức quan trọng đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine đang kêu gọi phương Tây cho phép tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng các đồng minh còn chia rẽ do lo ngại leo thang căng thẳng. Quân đội Ukraine ngày 6 tháng 8 phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk, chiến dịch xuyên biên giới lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến lần thứ hai. Sau 3 tuần, tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 27 tháng 8 cho biết họ đã kiểm soát khoảng 1.300 km2 với khoảng 100 khu dân cư. Theo tướng Syrsky, mục tiêu chiến dịch là buộc Nga phải phân tán lực lượng từ các khu vực khác về phòng thủ Kursk, giảm sức ép Ukraine phải chịu ở tiền tuyến miền đông. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, nếu các đồng minh dỡ hạn chế về việc sử dụng vũ khí nhằm vào lãnh thổ Nga, chúng tôi đã không cần phải đưa quân vào tỉnh Kursk. Ông nhắc đến việc Ukraine chưa được phép sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ để tập kích sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Zelensky cho rằng hạn chế này đang khiến Ukraine mất dần khả năng chống đỡ các đợt tấn công của Nga, đặc biệt là ở hai cửa ngõ chiến lược Bobrov và Torez tại Donetsk. Tuy nhiên, các đồng minh của Kiev còn chia rẽ về nhiều vấn đề. Anh và Pháp ủng hộ, trong khi Mỹ và Đức bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng, có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga. Ukraine đã được viện trợ các tên lửa có tầm bắn lên tới 300 km. Nhưng với yêu cầu không sử dụng để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Trong số này có tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS, Storm Shadow và Scalp do Mỹ, Anh và Pháp cung cấp. Kiev muốn nhận tên lửa Taurus tầm bắn 500 km của Đức, nhưng Berlin cho đến nay vẫn từ chối cung cấp. Ukraine còn muốn được triển khai loạt tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất vừa tiếp nhận từ Đan Mạch và Hà Lan để oanh tạc mục tiêu của Nga. Ukraine cho biết Mỹ và Đức nhiều lần viện dẫn nguy cơ khiêu khích Nga làm lý do để không chuyển tên lửa, xe tăng và tiêm kích F-16. Dù Moscow không thực hiện lời đe dọa có hành động đáp trả nghiêm trọng khi những khí tài này được đồng minh khác cấp cho Kiev, Washington vẫn giữ nguyên quan điểm. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói vào hồi đầu tháng 8 rằng, tất nhiên, chúng tôi lo ngại về nguy cơ leo thang. Nga chưa có phản ứng gì không đồng nghĩa họ không thể hoặc sẽ không thực hiện trong tương lai. Mỹ vào hồi cuối tháng 5 đã cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tập kích lãnh thổ Nga nhưng không áp dụng với vũ khí tầm xa sau khi Moscow mở chiến dịch vào tỉnh Kharkov. Washington sau đó tăng phạm vi cho Kiev, không giới hạn trong vùng giáp tỉnh Kharkov. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27 tháng 8 cảnh báo phương Tây đang đùa với lửa khi xem xét đề nghị nới lỏng hạn chế vũ khí của Ukraine. Ông lưu ý Mỹ về nguy cơ xảy ra thế chiến thứ ba và xung đột sẽ không chỉ trong phạm vi châu Âu, thêm rằng Nga đang làm rõ học thuyết hạt nhân của mình. Học thuyết hạt nhân của Nga năm 2020 liệt kê một số trường hợp Tổng thống sẽ cân nhắc dùng vũ khí hạt nhân, trong đó có đáp trả một đòn tấn công bằng vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vũ khí thông thường nếu tồn vong của đất nước bị đe dọa. Anh nhiều lần cho rằng Ukraine nên được dùng Storm Shadow, tên lửa do Anh, Pháp hợp tác phát triển để tấn công lãnh thổ Nga. Nguồn thạo tin cho biết giới chức Anh đã gửi đề nghị đến cả Mỹ và Pháp trong mùa hè để bật đèn xanh cho Ukraine.
Washington bác thông tin cho rằng họ đang chỉ hoãn việc cấp phép, trong khi London thừa nhận phương Tây cần có sự đồng thuận với những vấn đề gây tranh cãi và họ nên hành động đúng theo lộ trình. Truyền thông Anh cho biết Mỹ có sức ảnh hưởng trong quyết định trên do các đòn tập kích bằng tên lửa Storm Shadow, Scud EG vẫn phải phụ thuộc rất lớn vào năng lực của Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 5 ủng hộ Ukraine dùng tên lửa của nước này cung cấp tập kích lãnh thổ Nga để vô hiệu hóa các vị trí Moscow phát động tấn công. Ông Macron nói, không được nhắm vào mục tiêu khác hay cơ sở dân sự. Khi được hỏi, Pháp hiện còn giữ quan điểm này không? Phát ngôn viên Điện LEC chỉ nhắc lại bình luận của ông Macron. Một quan chức Ukraine cho biết, họ gần đây đã cung cấp thông tin cụ thể cho Mỹ về những mục tiêu mà Kiev muốn dùng tên lửa tầm xa phương Tây để tấn công, như sân bay quân sự, kho đạn, kho nhiên liệu, trung tâm chỉ huy kiểm soát. Ông Zelensky nói trong ngày 26 tháng 8 rằng, Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác có sức mạnh để giúp chúng tôi cần những quyết định. John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng ngày 26 tháng 8, tái khẳng định Mỹ không có thay đổi liên quan đến chính sách hạn chế vũ khí. Ông Kirby nói, đây không phải mong muốn gì mới của Tổng thống Zelensky. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với phía Ukraine, nhưng sẽ giữ kín. Những người ủng hộ Ukraine đang kêu gọi Nhà Trắng coi những lời đe dọa từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tấn công đáp trả vào phương Tây là sáo rỗng. Họ lo sợ sự trợ giúp từ Mỹ vốn giúp Ukraine đối phó Nga từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2 năm 2022 sẽ bị trì hoãn, khiến Kiev thất bại. Philip Redlove, cựu tướng Mỹ từng là tư lệnh NATO ở châu Âu, chia sẻ với hãng tin AP, cuộc xung đột sẽ kết thúc đúng như cách giới hoạch định chính sách phương Tây muốn nó chấm dứt. Ông là một trong những người đang nỗ lực thúc đẩy các bên nới lỏng giới hạn với Ukraine. Theo ông Redlove, chúng ta vẫn làm như hiện tại. Ukraine sẽ thua vì chúng ta đang cố tình không cung cấp thứ họ cần để chiến thắng. Bà Mariana Bezuklaya, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraine, mới đây đã cáo buộc quân đội cố gắng giảm nhẹ thiệt hại từ việc mất máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và nói rằng máy bay có thể đã bị hỏa lực của đồng minh bắn rơi. Kiev đã xác nhận việc mất một chiếc F-16 cùng với phi công của nó, nhưng vẫn chưa công bố nguyên nhân. Theo thông tin của tôi, chiếc F-16 do Alexei Munfis-Mes lái đã bị hệ thống tên lửa phòng không Patriot bắn trúng do sự phối hợp kém giữa các đơn vị. Bà Bezuklaya viết trên Telegram và lưu ý rằng tất cả các báo cáo chính thức cho đến nay đều khẳng định rằng anh ta chỉ đơn giản là mất kiểm soát. Bà nói thêm, chiến tranh là chiến tranh. Những sự cố như vậy là có thể, nhưng một nền văn hóa dối trá dẫn đến một hệ thống quản lý các quyết định quân sự không được cải thiện dựa trên phân tích chính xác, được thu thập liên tục mà còn tồi tệ hơn và thậm chí sụp đổ như đã thấy ở hướng Pokrov. Bà đề cập đến sự tiến quân gần đây của Nga về phía thành phố Pokrov ở Donbass. Bà Bezuklaya là thành viên của Đảng Đầy tớ của Nhân dân, của Tổng thống Volodymyr Zelensky và là Phó Chủ tịch Ủy ban Phụ trách An ninh Quốc gia của Quốc hội. Bà đã nhiều lần chỉ trích các quan chức quân sự cấp cao Ukraine. Điều đó khiến bà có tên trên trang Mirror Forest, thường được gọi là danh sách tử thần. Sau phát biểu của bà, cựu phát ngôn viên lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine Yuri Inat đã kêu gọi cơ quan an ninh Ukraine và Cục Điều tra Nhà nước mở vụ án chống lại bà vì những phát ngôn nhạo báng chống lại quân đội và nhà nước. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, sự cố máy bay chiến đấu xảy ra khi các tiêm kích F-16 được triển khai cùng với các đơn vị của lực lượng tên lửa phòng không để chống trả một đợt tấn công phối hợp của Nga vào đầu tuần này. Vào một thời điểm nào đó, mất liên lạc với một trong các máy bay trước khi được xác nhận rằng nó đã rơi xuống. Bộ Quốc phòng Ukraine đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra về sự cố. Trong khi đó, một nguồn tin từ không quân Ukraine nói với đài Voice of America rằng các nguyên nhân tiềm năng đang được xem xét bao gồm lỗi của phi công, sự cố kỹ thuật và hỏa lực đồng minh từ phòng không Ukraine. Một nguồn tin khác cho CNN biết rằng lực lượng quốc phòng Ukraine không tin rằng lỗi của phi công là nguyên nhân. Không quân Ukraine đã tuyên bố rằng phi công Alexei Mes với biệt danh Moonfish, một trong số ít những người đã được đào tạo ở phương Tây để lái F-16, đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình và một UAV tấn công. Không quân cũng giữ im lặng về nguyên nhân của sự cố. Khi được hỏi liệu có cơ hội nào chiếc F-16 này bị bắn hạ bởi hỏa lực đồng minh từ một trong các tên lửa Patriot của Ukraine sở hữu hay không, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabri Singh đã trả lời, điều đó thực sự là vấn đề cần được Ukraine giải quyết. Bà Singh nói thêm, Mỹ chưa được yêu cầu tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra nào về sự cố này. Vì vậy, về việc liệu phi công này có bị chết do hỏa lực của chính đồng minh hay không, tôi không thể bình luận về điều đó. Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko mới đây cho biết, Ukraine cần khẩn trương tăng cường lực lượng ở tiền tuyến tại Donbass, nơi thiếu cả công sự lẫn nguồn cung cấp.
cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko đã đến thăm thị trấn Pokrov vào ngày 29 tháng 8 với một lô hàng máy bay không người lái dành cho các đơn vị quân đội Ukraine đang đóng quân tại đó. Ông Poroshenko nói, tất nhiên, Kursk rất quan trọng. Tất nhiên, các hướng khác cũng rất quan trọng, nhưng tôi có thể nói rằng số phận của những tháng này đang được quyết định tại Pokrov ngày hôm nay và mọi thứ phụ thuộc vào việc quân đội của chúng ta có được tiếp tế hay không. Đầu tháng này, chính quyền Kiev đã cử một lực lượng đặc nhiệm gồm nhiều tiểu đoàn vượt biên giới vào vùng Kursk của Nga, với mục đích được cho là nhằm buộc Moscow phải chuyển quân dự bị đến mặt trận đó. Thay vào đó, lực lượng Nga đã tiến mạnh về phía Pokrov, một ngã ba đường sắt và đường bộ, đóng vai trò then chốt đối với sự hiện diện của Ukraine tại Donbass. Ông Poroshenko đã chỉ trích cả Kiev và chính quyền địa phương vì đã không xây dựng chiến hào và chướng ngại vật. Ông Poroshenko nhấn mạnh, người Nga phải bị chặn lại cách Pokrov hàng chục km. Tính đến tối ngày 29 tháng 8, quân đội Nga đã có mặt tại Selidovo, cách Pokrov khoảng 18 km về phía đông nam và đã đánh bật quân Ukraine ra khỏi Kalovka, một thành trì quan trọng ở sườn phía nam của họ. Poroshenko hiện là người đứng đầu Đảng Đoàn kết châu Âu, một đảng đối lập nhỏ với 27 ghế trong cơ quan lập pháp quốc gia, gồm 450 thành viên. Ông đã dẫn đầu một phái đoàn của đảng đến Pokrov để chuyển hàng tiếp tế do các tình nguyện viên thu thập được cho quân đội Ukraine đang chiếm giữ thị trấn này. Cựu Tổng thống và đảng của ông cho biết họ đã chuyển giao hơn 800 máy bay không người lái tấn công và hàng chục mẫu máy bay giám sát cho một số đơn vị ở tiền tuyến, cùng với các loại xe địa hình để sơ tán người bị thương, lốp xe cho xe tải vận chuyển và một số hệ thống tác chiến điện tử. Ông Poroshenko đã chỉ trích chính phủ và quốc hội hiện tại là quá chậm chạp và kém hiệu quả, chỉ ra rằng phải mất 5 năm dài để thông qua luật cấm nhà thờ Nga, giáo hội chính thống giáo Ukraine và thúc giục thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, bao gồm tất cả các phe phái, bao gồm cả phe phái của ông. Ông Poroshenko đã được bầu làm tổng thống vài tháng sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev gây ra cuộc xung đột ở Donbass. Hai tháng sau khi nhậm chức tổng thống, ông đã cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tấn công thành phố Donetsk, kết thúc bằng việc họ bị bao vây và phá hủy Ilovaise. Thảm họa đó vào tháng 8 năm 2014 đã buộc những người ủng hộ Kiev ở phương Tây phải ủng hộ thỏa thuận Minsk đầu tiên, mà sau đó họ tuyên bố là một mưu đồ để Ukraine có thời gian chuẩn bị cho chiến tranh chống lại Nga. Hai quan chức cấp cao Ukraine đang có mặt tại Mỹ sẽ gặp các thành viên chính phủ Mỹ và trình lên chính quyền của ông Joe Biden danh sách các mục tiêu ở Nga, đồng thời thúc giục Mỹ gỡ bỏ các hạn chế về sử dụng vũ khí tầm xa. Báo Ukrainskaya Pravda vừa cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào thứ Sáu ngày 30 tháng 8. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cũng sẽ gặp một thành viên của chính phủ Mỹ, nhưng hiện vẫn chưa rõ là ai. Một nghị sĩ Ukraine nói với hãng tin CNN với điều kiện giấu tên rằng, trong các cuộc họp trực tiếp này, hai quan chức cấp cao của Ukraine sẽ trình lên chính quyền Tổng thống Joe Biden một danh sách các mục tiêu ở Nga và cố gắng thúc đẩy Mỹ gỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công Nga. Ông Yermak và Umerov sẽ gặp các quan chức Mỹ để cố gắng thuyết phục cụ thể Nhà Trắng gỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga. Nghị sĩ Ukraine nói thêm, họ sẽ cung cấp một danh sách các mục tiêu ưu tiên. Nếu không có những mục tiêu này thì sẽ rất khó để thay đổi cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho Ukraine. Ông Yermak đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan trong các chuyến thăm trước đó đến Washington. Trước đó, tờ Politico đã tiết lộ rằng Ukraine dự định chuyển giao danh sách các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga cho chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm thuyết phục Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công Nga. Tại một cuộc họp báo diễn ra ngày 26 tháng 8, ông John Kirby, Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết không có sự thay đổi nào trong chính sách của Mỹ về việc triển khai vũ khí của Mỹ trong tay Ukraine. Tuy nhiên, một số thành viên Quốc hội Ukraine và quan chức thấy dấu hiệu rằng Washington đang xem xét việc gỡ bỏ các hạn chế trong thời gian tới. Trước đó, tờ Washington Post đưa tin rằng trong bối cảnh chiến dịch tại khu vực Kursk, Ukraine đã tăng cường yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công các căn cứ không quân của Nga sâu trong lãnh thổ Nga. Giới chức Ukraine cho biết quân Nga vẫn tiếp tục tấn công dữ dội ở mặt trận Kharkov nhưng đã thay đổi chiến thuật tập kích. Phát biểu trên sóng phát thanh tin tức quốc gia 24/7, lãnh đạo bộ phận truyền thông của Lữ đoàn Không vận Độc lập số 77 thuộc lực lượng tấn công đường không Ukraine cho hay, quân Nga chủ yếu tấn công với phương tiện là xe máy và xe địa hình buggy hoặc đi bộ. Điểm khác biệt là hiện họ sử dụng rất ít xe bọc thép. Trang Army Inform dẫn lời quan chức trên nói, kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga, tình hình ở vùng Kharkov về cơ bản không có thay đổi lớn nào. Các lực lượng Moscow tiếp tục tiến công, nhưng cường độ tập kích đã giảm từ 10 vụ một ngày xuống còn 1 đến 2 vụ một ngày.
đại diện Lữ đoàn Không vận Độc lập số 77 nhấn mạnh, tình hình trong khu vực chúng tôi phụ trách vẫn căng thẳng nhưng được kiểm soát. Binh lính của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kiềm chế và cản đường đối phương. Liên quan đến diễn biến tại vùng biên giới Nga-Ukraine, Sergei Lebedev, điều phối viên mạng lưới ngầm thân Nga tại Nikolaev thuộc vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine chia sẻ với Sputnik rằng các kho quân sự và một ga đường sắt phục vụ việc tập kết và phân loại đạn dược của các lực lượng Kiev ở vùng biên giới Sumy đã bị tấn công vào ngày 28 tháng 8. Ông Lebedev chia sẻ, tại thành phố Sumy, ghế sofa và bàn ghế rung lắc dữ dội vào lúc 22 giờ 25 phút. Vì đợt tấn công đó, trước đó trong ngày, truyền thông Ukraine cũng đưa tin về các vụ nổ ở Sumy trong bối cảnh chính quyền địa phương đã cho báo động không kích. Khu vực Sumy của Ukraine giáp với các vùng biên giới Kherson, Belgorod và Bryansk của Nga. Thành phố thủ phủ của Sumy nằm cách biên giới khoảng 30 km và có một xa lộ nối với thành phố Sudzha của nước láng giềng. Quan chức Anh cho biết Ukraine có quyền quyết định cách sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow mà Anh cung cấp cho nước này. Bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Ukraine có quyền quyết định sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow mà Anh viện trợ với điều kiện sử dụng phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Ông Starmer nói, Storm Shadow phải được sử dụng cho mục đích phòng thủ, nhưng việc triển khai chúng như thế nào cho mục đích phòng thủ là do Ukraine quyết định. Theo các nhà quan sát quân sự, tuyên bố của Anh ngầm cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không do Pháp và Anh phát triển. Tên lửa được thiết kế để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng có giá trị cao, bao gồm căn cứ không quân, hệ thống radar, trung tâm liên lạc và các tài sản chiến lược khác. Mặc dù vậy, vẫn chưa xác định được chính xác số lượng tên lửa Storm Shadow được chuyển tới Ukraine, nhưng việc sử dụng chúng đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng. Hiện tại, quân đội Ukraine sử dụng máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 đã được cải tiến để phóng các tên lửa này. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa có chiều dài khoảng 5,1 mét, dài cánh khoảng 3 mét với tổng trọng lượng khoảng 1.300 kg, mang đầu nổ đa chức năng 450 kg. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/h. Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn từ 250 đến 560 km. Sau khi được phóng, Storm Shadow sử dụng các hệ thống điều hướng, bao gồm GPS và tham chiếu địa hình, để đi theo đường bay được lập trình sẵn về phía mục tiêu. Tên lửa sử dụng cách tiếp cận tàng hình ở tầm thấp để tránh bị radar phát hiện, bay sát mặt đất để giảm thiểu khả năng hiển thị trên radar của đối phương. Nhà ngoại giao Nga và Mỹ đã đấu khẩu dữ dội tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc nước nào đang làm tốt hơn trong việc cố gắng giải quyết xung đột ở dải Gaza. Theo Sputnik, phó đại diện phái đoàn Nga Dmitry Polyansky cáo buộc Mỹ đang ngăn chặn lệnh ngừng bắn ở dải Gaza bằng cách ủng hộ Israel và phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến vùng đất này của người Palestine. Như chúng ta đã biết, để bảo vệ đồng minh then chốt của mình ở Trung Đông, một phái đoàn trong 10 tháng qua đã ngăn chặn mọi bước đi thực sự hướng tới việc chấm dứt xung đột ở dải Gaza và về cơ bản đã buộc tất cả các nước thành viên Hội đồng Bảo an phải đồng lõa với việc trừng phạt tập thể người Palestine, ông Polyansky nói hôm 29 tháng 8. Nhà ngoại giao Nga cho rằng, Mỹ đã tuyên bố sai sự thật về việc Israel đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn. Hóa ra những lời kêu gọi không hề trở thành hiện thực như kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua trong nghị quyết số 2735 ngày 10 tháng 6. Israel đã không nhất trí với thỏa thuận vào thời điểm đó và hiện tại vẫn chưa đồng ý chấm dứt các hoạt động quân sự của mình. Mỹ đang sửa đổi các điều khoản cho lệnh ngừng bắn ở Gaza vì lợi ích của Israel. Chúng ta nên nhớ rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều kiện thỏa thuận đã nêu trong nghị quyết số 2735, ông Polyansky đã nhấn mạnh. Ngược lại, phó đại diện phái đoàn Mỹ Robert Wood cho biết ông không cần phải giải thích với những người đồng cấp về lý do các hành động của Washington liên quan đến nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhà ngoại giao này chỉ ra rằng Mỹ đang tập trung vào nỗ lực cùng với Ai Cập và Qatar để thực hiện một khuôn khổ được chính phủ Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nhất trí. Ông Wood lưu ý, Hamas đã thay đổi lập trường của nhóm về thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin được đề xuất. Vì vậy, khuyến nghị của tôi đối với ngài và chính phủ của ngài là nếu các ngài định đóng góp điều gì đó tích cực thì hãy đóng góp, nếu không hãy nên im lặng. Ở chiều hướng ngược lại, ông Polyansky đáp trả rằng ông Wood nên giữ các khuyến nghị trên cho bản thân và Mỹ và đừng cản trở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề của người Palestine. Đại diện Nga cũng quả quyết không e ngại nói thẳng việc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra ở Gaza, nơi có hơn 40.000 người Palestine thiệt mạng vì chiến dịch tấn công quân sự của Hamas vào Tel Aviv kể từ tháng 10 năm 2023.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây tuyên bố Moscow sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc đàm phán nào với Kiev sau vụ tấn công của Ukraine vào vùng Kursk. Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 28 tháng 8. Vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã có một cử chỉ thiện chí, đưa ra những đề xuất khá thực tế, chung hướng tới một giải pháp công bằng và lâu dài. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky, thay vì nghiêm túc xem xét các đề xuất hào phóng nhất từ phía Nga, đã thực hiện một cuộc tấn công đẫm máu vào vùng Kursk và người dân ở đây. Tôi cho rằng đó là cuộc tấn công tự sát đối với chính quyền của Ukraine. Quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã phạm tội ác, bắn dân thường và người tình nguyện, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, nhắm vào các nhà báo và đe dọa các cơ sở điện hạt nhân. Vâng, có loại đàm phán hòa bình nào có thể diễn ra trong những điều kiện như vậy và có thể tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với ai? Tất nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình với chế độ khủng bố ở Kiev là không thể. Bà Zakharova nhấn mạnh, tình trạng vô luật pháp như vậy đang diễn ra với sự tiếp tay của phương Tây và sự khuyến khích của chính Kiev. Rõ ràng là cả Kiev, Mỹ và các đồng minh NATO của họ đều không cần một giải pháp. Như họ đã nói, họ chỉ quan tâm tới việc gây thiệt hại tối đa cho Nga. Theo đó, điều này làm chậm trễ bất kỳ giải pháp nào và góp phần làm leo thang xung đột. Cuộc đột kích quy mô lớn của Ukraine vào vùng Kursk của Nga diễn ra vào ngày 6 tháng 8. Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức độ liên bang và liên tục cảnh báo tên lửa. Dân thường được sơ tán khỏi các khu vực biên giới và tới những nơi an toàn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev đã mất hơn 7.000 quân nhân và 74 xe tăng kể từ khi cuộc giao tranh nổ ra ở Kursk. Bộ Ngoại giao Nga ngày 28 tháng 8 cũng ban lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với 92 công dân Mỹ. Trong số này có cả các nhà báo của The Wall Street Journal, Washington Post và The New York Times. Lệnh cấm được đưa ra nhằm đáp trả chính sách bài Nga của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Giới chức Ukraine cho biết quân Nga vẫn tiếp tục tấn công dữ dội ở mặt trận Kharkov nhưng đã thay đổi chiến thuật tập kích. Phát biểu trên sóng phát thanh tin tức quốc gia 24/7, lãnh đạo bộ phận truyền thông của Lữ đoàn Không vận Độc lập số 77 thuộc lực lượng tấn công đường không Ukraine cho hay, quân Nga chủ yếu tấn công với phương tiện là xe máy và xe địa hình Vagi hoặc đi bộ. Điểm khác biệt là hiện họ sử dụng rất ít xe bọc thép. Trang Army Inform dẫn lời quan chức chiến nói, kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga, tình hình ở vùng Kharkov về cơ bản không có thay đổi lớn nào. Các lực lượng Moscow tiếp tục tiến công, nhưng cường độ tập kích đã giảm từ 10 vụ một ngày xuống còn 1 đến 2 vụ một ngày. Đại diện Lữ đoàn Không vận Độc lập số 77 nhấn mạnh, tình hình trong khu vực chúng tôi phụ trách vẫn căng thẳng nhưng được kiểm soát. Binh lính của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kiềm chế và cản đường đối phương. Liên quan đến diễn biến tại vùng biên giới Nga-Ukraine, Sergei Lebedev, điều phối viên mạng lưới ngầm thân Nga tại Nikolaev thuộc vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine chia sẻ với Sputnik rằng các kho quân sự và một ga đường sắt phục vụ việc tập kết và phân loại đạn dược của các lực lượng Kiev ở vùng biên giới Sumy đã bị tấn công vào ngày 28 tháng 8. Ông Lebedev chia sẻ, tại thành phố Sumy, ghế sofa và bàn ghế rung lắc dữ dội vào lúc 22 giờ 25 phút vì đợt tấn công đó. Trước đó trong ngày, truyền thông Ukraine cũng đưa tin về các vụ nổ ở Sumy trong bối cảnh chính quyền địa phương đã cho báo động không kích. Khu vực Sumy của Ukraine giáp với các vùng biên giới Kursk, Belgorod và Bryansk của Nga. Thành phố thủ phủ của Sumy nằm cách biên giới khoảng 30 km và có một xa lộ nối với thành phố Sudzha của nước láng giềng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!